Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cho biết là bắt đầu từ ngày 6 tháng 2 tới sẽ đóng đèo Grand để triển khai dự án nâng cấp mở rộng tuyến đèo này. Trong thời gian đóng đèo Grand thì các phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam sẽ vào thành phố Đà Lạt qua đèo Mimosa. Đèo Grand là tuyến đường có mật độ phương tiện giao thông đông nhất trong các tuyến đường đèo dẫn lên thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, tuyến đường đèo này thường bị ùn tắc khi xảy ra sự cố hoặc vào các dịp lễ Tết, thời gian cao điểm của mùa du lịch. Do đó, để đảm bảo giao thông vào thành phố Đà Lạt được thuận lợi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã quyết định nâng cấp mở rộng đèo Grand. Dự án có mức đầu tư khoảng 552 tỷ đồng, sẽ hoàn thành nâng cấp mở rộng trong vòng 1 năm. Để thực hiện dự án, tỉnh Lâm Đồng quyết định đóng đèo Grand từ ngày 6 tháng 2 và sẽ chính thức khởi công dự án nâng cấp vào ngày 10 tháng 2. Khi đóng đèo Grand, các phương tiện ra vào Đà Lạt từ phía Nam sẽ được hướng dẫn đi theo đường đèo Mimosa và đường nối từ cao tốc Liên Khương Grand vào khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.